rất nhịp nhàng. Duy Hậu căng ngang, khá nguy hiểm, vào. Như vậy Misa đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Và thắng có phần may mắn dành cho Duy Hậu ở hòa bóng vừa rồi khi mà góc đá của anh là tương đối hẹp. Có lẽ như Hải Quốc thì vẫn chưa thể bắt nhịp được ở pha bóng vừa rồi. Bóng đá được đưa vào trong và đi qua vạch vôi. Và người đá bóng vào để tiếp cận trái bóng ở một cái lý rất gần, đó là Trần Lập. Tỷ số đang tạm thời là 1-0 dành cho Kadu Misa. Cực kỳ an toàn. Đó là điều cần thiết cho những trung vệ, những cầu thủ đá thấp ở trong đội hình của mình. Đỗ Văn Minh, Quang ơi, vào 2-0 dạy cho Kadu Misa. Và đó là tốc độ và sức sướng cực kỳ ấn tượng của Văn Minh. Đó được xem là một vũ khí rất lợi hại của hàng công về phía Misa. Văn Minh vẫn là như vậy. Những pha đi bóng, những pha dưỡng bóng đầy nỗ lực và tốc độ của Văn Minh. Và đó đã giúp cho anh có được bàn thắng trong trận đấu ra quân này về phía Kadu Misa và giúp cho cả thủ áo cam nâng tỷ số là 2-0. Ngọc Luân vẫn luôn là một nhân tố được chào cho những quả đá phạt trực tiếp. Bây giờ vào 3-0 dành cho Kadu Misa. Người đã lập công vui rồi là Trần Lập, và như vậy với bàn thắng vui rồi thì Trần Lập đã có được cú đúp bàn thắng trong trận đấu này. Và cũng phải kể đến cái công rất lớn của Ngọc Luận. Và như vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tướng quay chạm để xác định là Trần Lập có chạm bóng và phá bóng vừa rồi hay không. Có lẽ như cú đá của Ngọc Luận đã đưa bóng đi qua vạch vôi. Đã không chọn Misa để có thể nâng cao chiếc cúp. Họ lại một lần nữa khá nguy hiểm, vào. Cuối cùng thì cầu thủ anh đã có thắng để mang đến hy vọng cho mình. Một pha xuống biên và pha lấy bóng đầy tốc độ ở vị trí cánh phải của Thế Linh, và thủ càng ngang đã đặt Quốc Đồng vào một tư thế cực kỳ thoáng và cực kỳ chống chạy. Một pha chạm bóng cũng rất tinh tế, và cảm giác của Quốc Đồng đã giúp cho Ngọc Hoàng có được bàn thắng để nhẹ nhóm hy vọng có điểm ở trong trận đấu đầu tiên. Bàn thắng được ghi cho công của Phạm Quốc Đồng. Bây giờ thì tỷ số đang là 3-1. Quá nguy hiểm, vào! Một công dành cho Xuân Hoàng Ái. Và sau khi ghi bàn thì ông Quang đã thả tiền về một cái máy quay của chúng ta. Một động tác có thể nói là rất quen thuộc. Một hình trái tim đã được đưa về ống kính máy quay sau khi có một pha đặt lòng cực kỳ chuẩn xác của ông Quang. Nhưng đó là pha bóng mà cho thấy được sự kết nối và sự phối hợp quản lý rất lớn ở quả phạt trực tiếp của cầu thủ đó. Đúng rồi, anh tốc độ của bạn anh không được cái đây rồi. Tỷ số là 1-0 dành cho cuộc đối đầu của hai đội trong trận đấu này. Lê Văn Quang là người đã giúp cho khách sạn Thiên Sơn có được một thắng hòa trong những giây cuối cùng của hiệp một. Quảng Ngãi đã chơi hay, nhưng Thiên Sơn thì lại có được một thắng gỡ hòa trong những thời điểm quan trọng. Đó là một pha chạy chất tốt của Tấn Văn để mở ra cơ hội cho Bùi Bình. Quảng Ngãi đã chơi tốt và tưởng chừng như hiệp một sẽ khép lại với tỷ số 1-0. Tỷ số 1-0 dành cho Quảng Ngãi, nhưng bất ngờ đã tạo ra thay đổi người và thi đấu với tốc độ cao. Nguy hiểm, coi vào 1-0 dành cho HLV Tân Phú, và đó là pha ghi bàn của Mạnh Hưng. Mọi thứ đã diễn ra trơn tru hơn và cầu thủ áo vàng đã chắc chịu gọi mình tốt hơn ở trong hiệp hai, trong thời điểm mà cầu thủ hai đội đang bế tắc và vẫn chưa thể tìm được vào cú thành của đối phương. Và trong một pha bóng đầy tốc độ của cầu thủ áo vàng thì họ đã có bàn thắng cho mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chí Thiện đã hút hai cầu thủ áo xanh, và đó đã lộ ra khoảng trống ở vệ tinh xung quanh của Chí Thiện, đó là Mạnh Hưng. Có được tấm huy chương đồng là một thành tích được xem là cực kỳ tốt. Chí Thiện và càng ngang hay cơi vào.
dành cho HLTV Phú. Đó là pha ghi bàn của cầu thủ báo số 16, đó là Bạch Hưng. Pha đá trước đó của Bạch Hưng đã không thể đánh bại được Đào Thế Hoàng, nhưng ở dịp này khi mà bóng đã rơi ra khỏi tay của Thế Hoàng thì anh không còn kiểm soát được. Thì đó sẽ là cơ hội dành cho Bạch Hưng, và đó là cú đúp bàn thắng của Bạch Hưng ở trận đấu ngày hôm nay. 2-0 rồi. Một pha đá bóng tốc độ vì sự cánh trái, và Chí Thiện là người đã kiến tạo cho Bạch Hưng. Đào Thế Hoàng đã xuất sắc ở tuần trước đó, nhưng ở tuần 2 thì anh không có cơ nữa để ngăn chặn Gia Lâm. Phản công dạy cho ca thủ áo vàng Chí Thiện. Quang ơi, vào 3-0 dạy cho HLTV Tân Phú. Một pha phản công sắc lẹm đến từ ca thủ áo vàng. Gia Lâm là người đã đặt bóng, và sau đó là pha thả bóng rất hay chéo sân dành cho Chí Thiện. Và sau đó là một pha xử lý rất ngọt, bóng được đưa qua chân thuận của Chí Thiện. Chân thuận của Chí Thiện, và sau đó là pha cứu lòng, có thể nói là không có gọi dành cho Thế Hoàng nữa. Bóng đưa về góc xa với tầm thấp là quá khó dành cho Thế Hoàng. Người đang đứng trước quả đá phạt là trung vệ Nguyễn Hoàng Thiện. Nguy hiểm, vào 1-0 dành cho ca thủ Anh Chiến Đa Phú. Pha ghi bàn của trung vệ Hoàng Thiện. Cú đá với lực đi rất căng, quỹ đạo của đó là cực kỳ khó chịu với cú đá vừa rồi của Nguyễn Hoàng Thiện. Một chút tác động của Kim Long và Minh Cung ở phía trên đã khiến cho thủ thành bên phía Huy Hoàng Mobile bất ngờ, đó là Phong Minh Nhật. Pha đá bóng rất an toàn, khá nguy hiểm, vào 2-0 dài cho ca thủ Sinh Hoa Phú. Đó là pha ghi bàn của Kim Long, tiền vệ mạng số 7 của đội bóng hồng. Cú đá bóng sệt tương đối khó chịu, bóng đá treo cầu dọc và đắp vào người thủ thành bên phía ca thủ Huy Hoàng Mobile và đi thẳng vào lưới. Quả thắng của Kim Long, quả thắng này số 2-0 dài cho ca thủ Sinador Đan Phú. Chúng ta đang chứng kiến những bất ngờ được tạo ra trong trận đấu này. Thì ba Sinador Đan Phú họ đang mang đến một người dài thật sự rất khó lường. Một pha bóng cố định, Ngọc Hoàng Phú chắc chắn sẽ tập rất nhiều những bàn đá phạt như thế này. Khá nguy hiểm, vào! Tỷ số đã được xuống ngay, xuống còn 1-2 cho ca thủ Huy Hoàng Mobile. Cú đá phạt về góc gần của Minh Phương, cú đá quá đẹp, và đó là tình huống mà Văn Hưng đã không có được sự chủ động. Quá đáng tiếc khi mà đó Hồng đã đi cho Vương có được bàn thắng giúp cho tỷ số trong hiệp một này. Nhưng đó là bóng đá, bóng đá luôn là như vậy, chỉ cần một thắng thì là chung thôi. Bắt bóng khá nguy hiểm, Thành Hưng, vào 3-1 dành cho ca thủ Sinh Hoa Phú. Đó là pha ghi bàn của Nguyễn Trọng Thanh Hùng. Ca thủ Áo Cam đã mắc sai số ở tuyến vừa rồi, họ phòng ngự không tốt và đã để cho đối phương ghi bàn thắng thứ ba trong những phút đầu của hiệp hai. Thật sự đáng tiếc cho ca thủ Huy Hoàng Mobile ở pha bóng phòng ngự vừa rồi. Khoảng cách đã được nới rộng thành hai bàn trở lại cho ca thủ Sinh Hoa Phú, và lưới của ca thủ Huy Hoàng Mobile đã rung lên là thứ ba trong trận đấu này. Nguyễn Tình cũng đã rất bình tĩnh để giữ bóng và chờ đồng đội băng lên để hỗ trợ với số đông. Kim Long, khá nguy hiểm, tiến đây, vào 4-1 dành cho Sinh Hoa Phú, và đó là pha lập công của Công Duy. Cầu thủ Hồng đang tỏ ra quá nguy hiểm ở những pha phản công nhanh, những tình huống chuyển chờ thái nhanh luôn là cầu dao rất sắc bén của cầu thủ Hồng. Huy Hoàng Hoài đang sắp bẫy của đối phương ở những pha sân cao. Cầu thủ Hồng họ tròn trần chuyển trạng thái rất nhanh, rất bình tĩnh trả bóng ngược trở lại cho Công Duy, và một cú đá không thể cản phá ra cho thủ thành bên phía Huy Hoàng Mobile. 4-1 rồi. Sự linh hoạt và cơ động của Công Duy đã giúp cho anh có được bàn thắng trong trận đấu này.